có nâng tông hơn một chút xíu. Có nâng tông hơn một xíu. Tại vì mặt hay bị đỏ với thâm thâm ấy ạ. Đó. Bên này khi mà Hằng đánh lên thì nó sẽ không có nâng tông như bên bên Hằng đang đánh. Bên này khi mà đánh lên rồi đấy, nó sẽ nâng tông nhẹ hơn bên kia một xíu. Nên những bạn nào cái da của mọi người không đều màu á, rồi cái da của mọi người mà nó hơi đỏ đỏ giống như da của Dương này, thì mọi người nên sử dụng cái phiên bản mà này, cái phiên bản này mọi người á. Giá đang là bao nhiêu á mọi người ơi? Giá đang là bao nhiêu ạ? 238 ngàn. Giá bán lẻ thông thường là bao nhiêu ạ? Đây. Tặng nhầm. Đó. Đúng không? Được không? Mọi người bảo màu tím xài rất là ok. Màu tím bán được chạy. Màu tím bán rất là chạy nha mọi người ạ. 238 ngàn nếu được nha mọi người. Và cái này á, nó kìm dầu và... Ok. Rồi, ok. Cho chị qua dòng khác nào. Cho em đi tiếp theo. Anh Linh nãy đắp được bao lâu rồi nhỉ? Anh Linh đắp cái mặt nạ được chưa nhỉ? Anh Linh ơi, lên đây em tháo cái mặt nạ ra. Đắp được bao lâu rồi anh nhỉ? Chắc cũng được rồi đó. Đây, ok. Anh gỡ kính ra đi. Mọi người zoom giúp em vào mặt anh Linh với nãy giờ đã một khoảng 10 phút. Ghim lại cái mặt nạ đi. Tầm 10 phút. Ghim lại mặt nạ nha. Đắp 10 phút rồi à? Chắc cái tầm đó. Ui. Đây đây, mọi người nhìn chỗ này không? Đây 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 đây. Ui, mọi người ơi, cái luôn. Mặt ông Linh. Ngay chỗ này luôn ạ. Mọi người ơi. Ui. Sáng lại. Ui, nó sáng nguyên một vòng nó luôn á. Bây giờ làm sao để cho thấy được ta? Bởi vì đây, trên bên này nhìn rõ hơn bên này. Mình này. Chị bảo rồi mình nhìn bên ngoài mình sẽ thấy rõ hơn là đây, là mà anh quay, anh quay. Chỗ cái bên. Rồi ơi, đây, đây đây đây. Chỗ này. Mọi người có nhìn thấy có không đắp, ạ? Không đắp, có đắp, không đắp. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Mọi người cái đường viền á, tại vì mặt anh Linh bự che không có hết. Mọi người cái khu vực này nè. Ôi cha ơi, anh cúi xuống một xíu đi. Cái này mọi là người do nhìn thấy không mọi người? Độ chênh lệch thế năng và áp suất thẩm thấu. Đấy, phiên bản màu đỏ, anh Linh đắp phiên bản màu đỏ cho nên Hằng nói Hằng cũng thích phiên bản màu đỏ hơn là phiên bản màu xanh. Đó. Nên là bạn nào mọi người cần thấy mua mọi người ơi cam xịn luôn, sử dụng Miomlac phiên bản màu đỏ 285 ngàn, thấy không khác biệt không? Đó khác biệt rõ luôn á, vùng đắp này sáng khác hơn. Biệt rõ luôn bây sáng giờ hơn. mình chụp, mình để mình chụp cam thường lại anh ra đây nhìn thẳng cũng thấy ạ, sáng hơn đấy mọi người ạ, tại vì nó có filter nữa hay sao. Đây là mặt nạ Miomlac mọi người nha, mặt nạ này là mặt nạ cao cấp, nó sẽ hơi đắt một tí nhưng mà em có thể mang uy tín của bản thân ra để có thể chắc chắn mọi người là một người đã đắp là mọi người sẽ còn mua lại 90%. Vì đắp nó rất đã. Đắp nó thực sự. Em chụp lên rõ luôn á. Có thấy. Em mang uy tín của em ra đúng không? Mọi đúng. Người ơi, anh đây này, đây này, đây hàng chụp cam thường cho mọi người thấy nhá. Hàng chụp cam thường cho mọi người thấy này, này này này. Đây nè. Mọi người nhìn bên ngoài mọi người sẽ thấy rõ hơn cơ. Mọi người thấy được không? Mọi người đây đấy. Mọi người thấy cái viền không? Mọi người thấy cái viền không mọi người? Chỗ trắng chỗ đen thì mọi người thấy không? Và mọi người đây này mọi người mỗi ngày một miếng nè, mọi người thấy không mọi người? Không biết mọi người thấy không ta? Thấy không ta? Mỗi ngày mình đắp một miếng, đắp liên tục cho 15 ngày ạ. Thấy chị à? Thấy đấy, đây đó. Đây đó, chắc thấy mà đúng không? Đó, mọi người thấy không? Mỗi ngày đều đắp một miếng. Nên dùng nha mọi người ơi, bởi cho nên Hằng nói là cái Miomlac này tại sao một cái lượt mà khách hàng quay lại rất là cao là bởi vì là khi mà mọi người đắp một miếng thôi, mọi người đã thấy cái khả năng hỗ trợ của nó rất là tốt rồi, là mọi người đắp xong ôi chết rồi. Vừa xài một miếng thôi tôi phải đi vô mua luôn. Mà cái này đắp xong make up đẹp cực kỳ. Đó, nên mua nhé mọi người ơi. Phiên bản màu đỏ nhá. Anh Linh vừa đắp là phiên bản màu đỏ hỗ trợ sáng da, cấp ẩm cho da và dịu da cũng có luôn, mà phiên bản chuyên dịu da thì có thể là phiên bản màu xanh. Bạn nào hay kích ứng thì mọi người có thể sử dụng màu xanh. Đó. Với mặt nạ này có một cái điểm siêu hay mà em rất thích. Em là da hỗn hợp thiên dầu và đổ tương đối là nhiều dầu. Với những dòng mặt nạ thông thường, em đắp xong là cái mặt em nó dính, nó nhầy và em phải rửa đi em mới có thể đi ngủ được. Cái này không dính nè. Nhưng mà với mặt nạ này, đắp xong da mình ẩm mịn nhẹ và nó sẽ tự ráo, tức là nó thấm tốt ở trên da. Mình không cần phải rửa lại, mình vẫn có thể đi ngủ được. Nên là cực kỳ ngon mọi người ạ. 283.000 một hộp 8 miếng. 8 miếng. Nhưng mà 8 miếng này sẽ vô cùng xứng đáng mọi người đắp. Mỗi ngày đắp một miếng, đắp liên tục trong vòng 15 ngày mọi người nhá. Rồi ạ. Thank you anh. Rồi, anh Hoàng vào không? Rồi. Lên cho lên anh Hoàng vào em. Chị là nghỉ đi, chị nghỉ. Lên máy sấy hả? Đi like. Máy sấy. Em sấy của cái tóc em lên cho nó dựng được không Linh? Cứ sấy, cứ thử đi. Không, sợ hỏng lắm. Được.
Máy này Ui giời, dát vàng đồ kinh thế. Ui giời. Thấy ngồi cái tắc thử lên. Thấy không? Không. Thế nó lên đi. Đây. Nó lên lên chứ. Cứ xây em để thẳng dưới này. Thằng Hoàng cứ bỏ tay ra em. Bỏ tay ra. Không, em để ngang để cho nó tóc ngang rồi. Đúng rồi, thế này nè. Đó. Hỏng tóc đi. Hỏng tóc gội là xong hết mà. Đó, mọi người coi cái sức xấy của nó kìa, thấy không? Ui trời ơi. Cho một ga. Thấy không? Tỏ một ga. Đấy, nhưng mà thấy là cái sức của gió nó cực kỳ mạnh luôn mọi người. Xấy tóc khỏe, nhanh, có đều, tản nhiệt tốt. Cẩn thận gấu nhá. Mỏ gà thì sao xấy thấy, sao xấy nó lại lạ như thế nhỉ? Đây này, xấy chưa? Cái hướng xấy của nó lại lạ dữ vậy trời. Thế à? Đúng rồi à? Ừ, người ta xấy cho nó mắt thẳng luôn, đang coi cái tóc ngắn mà. Tóc ngắn mà. Ý là đang coi cái xấy của mày mà. Xem cái hướng xấy của cái nó thẳng dữ như tóc em lên như vậy được không ấy? Riêng máy này thì nó rất là thông dụng đấy, những cái quán mà salon ấy mọi người đấy dùng máy này này rồi xong hỏng tóc rồi. Thế là tóc một gái nhận đúng không mọi người? Đây dòng máy anh còn đấy, đây tầm này anh em cũng kiểu muốn ngủ thành ra thôi, ngắn thôi, còn 6 tiếng nữa thôi. Cố lên mọi người, đang sớm mà. Đây, những cái máy này là mọi người thấy ở ngoài quán salon hay dùng. Đấy, nó tạo máy sấy rất là khỏe. Nó có 3 nước mọi người ạ, 3 nước, 3 chế độ này. Nóng lạnh này. Đó, nóng lạnh này. Đấy, đúng từ sao á, tóc dài thì mới biết được đây. Tóc mình ngắn quá, cho tóc ngắn quá. Cho cái nít, bành nít. Đây này. Đó, thấy chưa? Xa như này mà. Mọi thấy chưa? Đứng 1 mét mà vẫn thấy được là cái công suất của nó rất là mạnh. Đấy. Rồi, giá nào? Riêng máy này rất là thông dụng. Nhà nào công suất của nó lên đến 2.500W. Mạnh lắm. Điểm nói thì máy xấy tóc thì hầu như nhà em có này. Đúng rồi, máy xấy tóc nhà nào cũng phải cần đấy, nhưng mà cái này là thông dụng hơn này. Những cái salon mà hay mua về ấy, là mua mấy cái loại này, tại vì giá nó cũng hợp lý và dùng rất là tốt, mà công suất nó mạnh. Đây là xem vào, không ai ghi mà. Rồi, giá niêm yết của nó là, ủa bây giờ chỉ còn, giá niêm yết là 599, mà bây giờ chỉ còn 219k thôi. Đấy, cho một con máy như thế này. Có hai màu quá hời. Có hai màu nhá. Hai màu đây, màu đen và màu ghi đây là hồng. Đây là một ghi tím. Ghi tím. Đây là màu đen, đen vàng. Cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Nhìn thấy nó sang luôn nhà mọi người nhá. Mua ở nhà một cái để trong phòng tắm để cho các anh chồng sấy. Sấy cả người. Cái dây của nó rất là dài, khá là dài, 2 mét dây. Cho mọi người cắm ở trong nhà tắm ấy thì sấy rất là tiện, tại vì dây khá là dài. 219k cho một con máy sấy như này. Không cần nói nhiều nữa. Dây của nó gần 2 mét mà. Quá rồi. 2 mét. Sấy nóng này, sấy ấm này, sấy lạnh này, đó, nó có 3 chế độ. Và gió mạnh này, rồi là gió thường và nước nguồn. Đây. Tích hợp hết ở đây rồi.